Kim sanh tự quyết. Lê thê lão mạo đến rồi, việc đời buông hết cho người trần gian. Thú vui gió núi mây ngàn, đêm nhìn trăng bạc sao băng bên trời. Nhủ thầm hai tiếng thảnh thơi, đố ai xin xỏ, vang nài mà ra. Người xưa nói, nhân sanh trí dị sanh, trí sanh nhân dị lão. Tâm trí nhất thiết sanh, bất giác vô thường đáo. Có nghĩa là người sanh trí chưa sanh, trí sanh người đã già. Tâm trí sanh đầy đủ, cái chết đến cận kề. Qua nhận thức quy ước của người xưa, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mạng, kể từ 50 tuổi được xưng gọi mình là lão phu. Lão phu, người xưa phân cấp bậc thành nhiều cỡ lão, lão tướng, lão hạng, lão nhiêu, lão điệt và lão mạo. 80 tuổi trở đi, ta đã là lão mạo rồi đấy. Nhận thức thông qua tuệ nhãn, người đệ tử Phật đã biết rõ rằng vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Có nghĩa là chân lý vô thường, không quy định tuổi tác, ngày giờ, năm tháng cho bất cứ ai. Xác định cụ thể cho chân lý đó, ta hãy quan sát trên những tấm bia, những hình ảnh trên từng thổ mộ ở các nghĩa trang nghĩa địa. Đối với đạo Phật, thọ đến lão mạo, gọi đó là người phước và đức đầy đủ lắm rồi. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta xưa kia vừa bước vào ngưỡng của lão mạo là Đức Phật tự sắp xếp, giải quyết gọn nhẹ vấn đề một kiếp phù sinh bằng cách hòa tan với pháp thân và tùy thuận chân lý, duyên khởi từ không trở lại không. Nói một cách khác dễ hiểu rằng, Đức Phật viên tịch năm vừa đúng 80 tuổi mà chẳng cần thọ tỷ năm sang, phước như Đông Hải gì nữa ráo. Ai đó, đệ tử Phật đến tuổi lão mạo mà chưa chịu buông xả việc trần tục thế gian thì xin lỗi trước. Để nói với những người thiện hữu tri thức của tôi ấy rằng, bạn đã biết lắm rồi đấy, lưng còm, thân yếu, mắt mờ, tai điếc, răng không còn một cái răng thật, ăn không ngon, ngủ không yên, xem không rõ, đi không vững, mà không chịu buông bỏ việc đời, mà mong cầu, mà khấn nguyện cho thọ tỷ năm sang, để bạn hưởng gì, thưa bạn. Thành phần lão mạo chúng ta nên buông bỏ việc đời, nên vui với gió núi mây ngàn, trăng thanh sao bạc, để thọ dụng cảnh nhàn đi. Nhàn tức là thảnh thơi, cực điểm của thảnh thơi là niết bàn, là Tây phương cực lạc đấy. Muốn nhàn, muốn thảnh thơi, muốn có niết bàn, muốn vãng sanh cực lạc thì nên buông bỏ và buông bỏ. Xin xỏ, cầu nguyện, van nài, khấn hứa, lại lục đều không đem lại cho bạn kết quả thảnh thơi an nhàn gì ráo. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Người xưa đã dạy như thế. Kinh cung chi điểu, sợ quá trời ơi sợ lắm rồi. Cành cong, chim ngỡ, cánh cung treo. Nhìn nghe xúc sự trừng nhân khổ, trần thế tìm sao được quả vui. Chợt gẫm trần gian quá hải hùng, biết đâu nương tựa chiếc hồn đơn. Trò đời quý tiện xem sao khắp, chung thủy ân tình nước dẫn trăng. Đời bể khổ là sự thật, có thân có khổ là sự thật. Có vui, khổ vui, vui khổ là hai cực ví như hai cực Bắc Nam của quả địa cầu. Mà kiếp sống của con người trên địa cầu thì không ai ở ngoài hai cực Nam Bắc ấy. Cực Nam và cực Bắc của địa cầu, con người có thể khảo sát lượng biết bằng những phương tiện khoa học kỹ thuật như tàu xe, máy bay, không ảnh vệ tinh. Hai cực khổ, vui, vui khổ thì không có phương tiện nào để quan sát, để thấy biết, vì nó là thể phi vật, nên chỉ có thể lượng mới biết mà thôi. Khổ vui, vui khổ là thứ vật thể trừu tượng, nó là vật thể đối tượng của tâm linh, của ý thức. Vậy mà nó có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, lèo lái, mở đường, mở lối,
quyết định cho số phận hay dở của một kiếp người. Xưa kia Đức Phật Thích Ca các ái tường thân đi tầm đạo nhằm mục đích tìm hiểu tận tường nguyên nhân về cặp phạm trù khổ vui, khổ vui khổ và nhân quả của nó. Người đệ tử Phật sử dụng tuệ giác, lấy tuệ nhãn mà nhìn. Trần thế không có cái vui thật, quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân như nhau, đều không có cái vui thật. Từ xưa tới nay, người có trí tuệ ai cũng biết, vua có thể mất ngôi, quan có thể mất chức, dân có thể mất đất, mất nhà, mất mạng, đó là điều có thật. Bởi vì cái được của vua, của quan, của mọi người đều là cái được có được, mà có được thì tất nhiên có mất. Sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của lục căn tác động vào lục trần, sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Người đệ tử Phật mất chánh niệm, lời cảnh giác thường thì bị chúng đem lại kết quả khổ đau, mà ít khi được toại ý. Nếu có đem lại những gì bằng lòng và vui thích thì đó cũng không phải là cái vui chân thật. Biết đâu đó chẳng là cuộc vui những ước vô ngần, nào ai hay vui lẫn và nhân chát sầu. Sau khi thành đạo, hoàn thành tâm nguyện tự giác, bắt đầu thực hiện lý tưởng giác tha, Đức Phật thuyết minh diễn đạt chân lý tứ diệu đế tại Lộc Giả Uyển lần đầu. Kinh điển Phật gọi thời thuyết pháp ấy qua cụm từ tam chuyển pháp thân, thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Ba lần chuyển là một dụng ý thẩm sâu của Đức Phật nhằm nhắc nhở và nhấn mạnh rằng vấn đề vui khổ, khổ vui là vấn đề then chốt, là một đối tượng trọng đại, một động lực thúc đẩy mãnh liệt cho vị hoàng tử đi tìm chân lý. Khổ đế, tập đế là nhân quả trong triền phược, cũng gọi đó là nhân quả thế gian, tục đế. Diệt đế, đạo đế là nhân quả của giải thoát, cũng gọi là nhân quả xuất thế gian, chân đế. Dựa trên cơ sở đó thì ta có thấy vấn đề khổ vui và giáo lý nhân quả là chân lý bao quát hết thảy cuộc đời. Trần thế hay trần gian là hai mặt của một cuộc đời. Nói trần thế là nhìn cuộc đời bên mặt thời gian, nói trần gian là nhìn cuộc đời bên mặt không gian, là con người sống dưới gầm trời, tức là sống trong không gian vô tận và thời gian vô cùng ấy. Tư duy suy gẫm về cuộc đời, người trí không thể không lo lắng, thậm chí còn sợ sệt hãi hùng, bởi vì tìm một chỗ nương tựa cho tâm hồn trống trải cô đơn là điều rất khó. Tà chánh trơ ngụy là những đức tánh vốn có của cuộc đời, nhưng tìm ra thiện hữu tri thức, những bậc minh sư để hướng dẫn cho mình thế nào là chánh kiến, thế nào là chánh tư duy, chánh niệm, chánh định trên bước đường tu tập của mình là điều không dễ. Hòa mình vào cuộc sống của thế gian, hy vọng có một mối thâm giao, một ân tình chung thủy. Hãy coi chừng chúng ta đang làm cái việc mò trăng đáy nước. Kinh cung chi điểu là ngạn ngữ của người xưa, suy ra có giá trị lâu dài để nhắc nhở cho ai đó nên giữ răng việc trước, lành dè thân sau. Lỡ tặng tấm chân tình, thủ thủy tâm tình chẳng lợi chi, nhớ người nhớ cảnh hỏi mình đi. Cái hôm thủ thủy tâm tình ấy để lại lòng ta một vết gì? Lời nói, việc làm, ý nghĩa của con người, Đạo Phật gọi đó là tạp nghiệp. Chữ nghiệp trong Đạo Phật có nghĩa là sự tạo tác thi vi, hành động biểu lộ qua thân, miệng và ý của con người. Hành động tạo tác thi vi của ba nghiệp biểu lộ ra mà có lợi cho mình, cho người, cho mọi lúc mọi nơi thì gọi là thiện nghiệp. Hành động tạo tác thi vi mà tổn hại cho mình, cho người, cho mọi lúc mọi nơi thì gọi là ác nghiệp. Ý nghĩa tu hành trong Đạo Phật là tu sửa tam nghiệp ấy. Nói thuộc về khẩu nghiệp. Người xưa những bậc tiền bối rất thận trọng lời nói của mình. Nói mà không trúng lý thì không bằng không nói. Nói mà không trúng lý có thể hại mình, thậm chí có thể mất nhà, mất nước, mất mạng. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất.
Câu nói đó nhắc nhở cho mọi người cẩn thận lời nói của mình trong việc giao tiếp, trong những lúc thổ lộ tâm tình, tâm sự. Vô đa ngôn đa sự, vô đa sự đa hoạn. Đừng nói nhiều, nói nhiều có thể sanh sự nhiều thì lo lắng nhiều, phiền phức nhiều. Một đốm lửa có thể đốt cháy hàng chục, hàng trăm mẫu núi rừng. Một lời nói sai, một lời nói ác sẽ tổn hại đức bình sanh. Giáo lý Đạo Phật dạy khẩu nghiệp có thể tạo tác biểu lộ qua bốn cách nói làm cho trở thành ác nghiệp: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác ý. Cẩn thận về khẩu nghiệp, từ xưa tới nay, các bậc tiền bối, những bậc cao niên kỳ cụ đã kinh nghiệm và đúc kết những lời nhắc nhở nhiều và nhiều lắm. Nào là trước khi nói phải uốn lưỡi nhiều lần, nào là trước khi nói phải tháo ba vòng khăn quấn miệng. Do vậy sách có câu: mặt mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc, nhất ngôn trúng vạn ngôn dụng, nhất ngôn bất trúng vạn sự bất thành.